Ngoài đây hai cái này là thôi. Tự nhiên cái cột điện nó mọc mẹ đít xe thì mẹ đéo ra được không ạ? Thằng nào chồng mẹ cột điện ở đít xe này. Mình hai đỏ là mình ra rồi. Nó lại khóa bên sườn vào rồi. Bây giờ là khóa sườn vào rồi. Bây giờ là hai cái chậu này khó này. Lại thằng nào trồng cái bảng đít này mất. Vừa có mỗi con điện giờ lại.
chẳng qua có thằng nào nó vừa trồng cột điện với cái bàn sau đít xe thôi, không ra lâu rồi. Ra lâu rồi, là hai cái chậu đi ra bình thường. Ừ. Và có hai cái chậu đi ra bình thường.